Bên cạnh nội dung xoay quanh những vấn đề nóng hổi liên quan đến những nhân vật quyền lực thì Lương Thu Trang, Anh Đào và Minh Cúc là ba nữ diễn viên góp phần tạo nên sức hút của đấu trí. Hơn thế nữa, nhiều khán giả còn rất tò mò về chuyện tình cảm riêng tư của ba quý cô tài giỏi này. 1. Lương Thu Trang. Là sao nữ quen thuộc của vũ trụ phim VFC, Lương Thu Trang từng tỏa sáng qua loạt vai diễn trong Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hướng Dương Ngược Nắng, Mặt Nạ Gương và gần đây nhất là Đấu Trí. Ngoài nét diễn ra dạng, thích Lương Thu Trang bởi gương mặt rất cá tính, khả năng diễn xuất bằng mắt của cô nàng rất lôi cuốn. Được biết, trước khi có được sự nổi tiếng như hiện tại, Lương Thu Trang đã trải qua không ít thăng trầm, mà chuyện khó khăn nhất đó chính là làm mẹ đơn thân khi chỉ vừa 24 tuổi. Cô và chồng cũ gặp và yêu nhau khi nữ diễn viên trẻ vừa đến Hà Nội lập nghiệp. Trong một lần tâm sự, cô nàng bật mí vốn dĩ khi quyết định kết hôn, cả hai đã có quãng thời gian 6 năm gắn bó, tưởng đâu đã thấu hiểu mọi thứ nhưng tình yêu và hôn nhân thật sự khác xa. Nữ diễn viên cho hay có lẽ vì bản thân vốn là người có tâm lý sở hữu, cô cho rằng có lẽ bản thân chưa đủ sự thấu hiểu và bao dung nên cả hai quyết định dừng lại. Sau nhiều vất vả bởi áp lực làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, đến nay cuộc sống của Lương Thu Trang dần lấy lại cân bằng. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai và hiện tại, nữ diễn viên đã có thể vượt qua biến cố hôn nhân và trở thành người phụ nữ độc lập, có cuộc sống tự chủ, hạnh phúc. Anh Đào. Vào vai thiếu úy Phương Linh, nữ cảnh sát duy nhất trong phim, Anh Đào tạo ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của mình dù vẻ đẹp cô nàng vô cùng ngọt ngào, không hề có chút gì là nam tính cả. Trước Đấu Trí, nữ diễn viên 9X từng tạo được dấu ấn qua loạt phim ăn khách của VFC như Lối Về Miền Hoa, Hướng Dương Ngược Nắng, Lửa Ấm. Ngoài đời, Anh Đào hiện đang có một mối tình ngọt lịm cùng anh bạn trai đồng nghiệp là Tuấn Anh. Cả hai nên duyên nhờ sân khấu và gắn bó với nhau đã tròn 2 năm. Bạn trai hơn Anh Đào 3 tuổi nhưng sự chín chắn, bảo bọc của anh dành cho Anh Đào khiến cô an tâm tuyệt đối. Ba, Minh Cúc. Không xinh đẹp ngọt ngào, không quá yêu kiều nhưng Minh Cúc lại là nữ diễn viên để lại nhiều ấn tượng nhất bởi lối diễn ngổ ngáo, những vai phản diện chất lừ. Cô nàng ghi dấu ấn qua nhiều vai phụ nhưng chất miễn chê trong Con Đường Hạnh Phúc, Hương Vị Tình Thân, Về Nhà Đi Con, Đấu Trí. Không chỉ là mạnh mẽ trong diễn xuất, ngoài đời Minh Cúc còn là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ bởi nghị lực sống và tình yêu bao la của một người mẹ. Minh Cúc hiện đang là mẹ đơn thân và chăm sóc con gái Tú Minh bị bệnh từ khi mới lọt lòng. Đã hơn 9 năm kể từ khi ly hôn, một mình đồng hành với con, mọi khó khăn đều đã trải qua nhưng Minh Cúc chưa bao giờ chùn bước vì cô biết con gái nhỏ cần mình. Có lẽ vì niềm tin đó đã giúp Minh Cúc sống rạng rỡ hơn cho đến khi cô gặp được dancer Ngọc Thanh. Anh là nghệ nhân chạm khắc đồ da có phong cách cùn ngầu nhưng trái tim ấm nóng, thương Minh Cúc và thương luôn cả con gái nhỏ của cô. Minh Cúc chia sẻ cả hai yêu nhau rất êm đềm, không màu mè. Bé Tú Minh cũng rất mến Ngọc Thanh, chú Thanh dỗ là nín khóc ngay. Tuy nhiên, mối tình cũng dừng lại sau 4 năm gắn bó vì lý do hết duyên. Thời điểm đó, Minh Cúc cho hay bản thân cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện tái hôn. Hiện tại, nữ diễn viên chuyên tâm cho dự án mới và tiếp tục là chỗ dựa cho con gái nhỏ. Có thể thấy trong ba nữ diễn viên tại Đấu Trí, không phải ai cũng có được đường tình duyên thuận lợi. Tuy nhiên quan trọng là ở thời điểm hiện tại, họ đều đã vượt qua những đau buồn. Mong rằng cả ba chị đẹp sẽ luôn nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc để có thể tỏa sáng một cách rạng rỡ nhất cùng các vai diễn trên màn ảnh.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.